bi kịch, những cái xáo trộn trong cái gia đình dòng họ Đỗ này nó cũng bắt nguồn từ cái sự kiện lớn ở những cái tập đầu tiên này. Thì xác nhận đây là một cảnh cực kỳ quan trọng. Dù là khán giả xem thì có thể thấy xuất hiện ở những tập đầu tiên, nhưng mà ekip thực hiện thì nó trải dài và gần như là nó nằm ở giai đoạn sản xuất gần cuối phim. Mọi người đã có một cái sự chuẩn bị rất là nhiều ngày. Cảnh quay này diễn ra 5 ngày. Quay thì giữa cái thời tiết mà cái nhiệt độ rất là lạnh ở trên đèo Friends, cho nên là cả ekip đều dồn coi như là hết sức khỏe của mình, hết thời gian của mình để mà thực hiện cho xong cái cảnh này. Dù cho có những cái phát sinh ngoài ý muốn nhưng mà chúng tôi cũng đã hoàn thành cái cảnh quay này. Và cảnh này phải nói là chúng tôi cứ phải dời đi dời lại rất là nhiều lần, bởi vì lý do thời tiết, bởi vì nhiều cái lý do khác. Cho nên là để thực hiện xong được cảnh này thì hầu như là tất cả anh em ekip đều thở phào nhẹ nhõm. Cả Ánh lẫn Ngọc Lan đều biết lái xe, nhưng mà lái xe trong cái điều kiện mà trời tối, mưa, và phối hợp cùng với cascader để mà tạo được những cái hiệu ứng đặc biệt thật là tốt về cảnh quay, thì nó đòi hỏi là mình phải có cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ekip, đòi hỏi người diễn viên phải có một chút gan lì và có một cái sức khỏe thật tốt để vượt qua những cái cảnh quay nó khá là hơi khắc nghiệt một chút về mặt thời tiết. Nó đòi hỏi cái sức bền bỉ của người diễn viên nữa, và phải giữ vững được cái tâm lý và hiểu đúng cái nhân vật của mình. Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp phát sóng lúc 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên VOOV.